trai. Cha đã già rồi, lòng con ghi khắc đời đời ơn cha. Trời xa biển rộng bao la, làm sao sánh được tình cha muôn. Nhìn lá vàng rơi lòng con nghẹn ngào, thương cha cả đời vất vả gian nan. Mình cha lo lắng cứu mang, bao gian khổ cha vẫn không mang. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau. Hàng tre khom chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau, cha ân cần nói dặn từng câu. Những lời ru của cha hay mẹ ôm con vào lòng trời đông buồn xa. Lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dài dầu ôm con vào lòng mắt lệ đậm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chanh lòng, lưng cha đã còng tóc đã bạc phai, thầm than xưa kiếp oán ai. Trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau. Hàng tre khom chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau, cha ân cần nói dặn từng câu. Những lời ru của cha hay mẹ ôm con vào lòng trời đông buốt xa. Bà con được vì sung mãn kỳ chung chi để vận gì kinh đà bồ đề. Bà con đó đang dường như thì cầm được cha nghe buồn xa lời phát vị và quốc độ thượng đa là hoa kỳ độ chúng sinh gần dĩ thanh đa các nghi cánh tiền dùng giờ là quốc độ.
nơi vật bị của tu la cần ta công mạnh chi đều tỳ như chúng đều chu ta đâu còn thất bà nhã kỳ âm gia ta đắc đẹp và đẹp mang đẹp tam pha nơi phát như vật bị từ đều từ tỳ đổi bao giờ tinh giờ ni ma a bị si đồng chư ta ấn ngộ cầm hà la bóng sáng phi giờ âm ni như bánh kim chủ nhà đồng đời câu ta văn thì âm đà tự nhiên giai sinh đẹp và đẹp pháp đẹp tăng tự ý văn hà ni pháp đà cô hiệu a di đà sa đà ni cô hiệu vi a di đà yêu sa đời vất bị và to mạnh có kỳ nhân ra thành vật di na yêu kim đà kiếp biểu sa đời vất bị và tiêu vô lượng độ thành tiêu như tỷ công đức trang nghe biểu sa đời vất thù là vất độ chúng sinh còn thế giới yêu thèm thèm và tôi làm âm và tán chư và nhà sinh và bảo minh và chư thế làm nặng là xa tổ chư và cam ưu kỳ của giác quan trường địa tượng viên bồ tát thiên đại thiên thế tôi thiên thành chư có chư làm chúng sinh nặng là xa tổ chư và cam ưu kỳ của giác quan trường địa tượng viên bồ tát thiên đại thiên thế tôi thiên thành chư có chư làm chúng sinh nhất thiên thì thứ ba và ta được thêm và ta pháp bảo hòa thiên tâm và xa la thủ vương quan bảo hòa được và thiên nhà thiên nghe và chư tu thi sâm và chư thi đẳng nặng là xa tổ chư và cam ưu kỳ của giác quan trường địa tượng viên bồ tát
ngữ cũng miến cung kỳ lễ vật. Giám nhân gia nữ phó kim cương đồng pháo tịch đồng gia cử tiểu thọ như xuân. Khi xưa khải tịnh ngũ u tràn nữ bài chi bất nghiêm cùng vãng nai chi quý trọng một cảnh đơn trì thục. Pháp sư lập nhất diễn khao tế thượng thành hoàng chư vị đại vương chứng quả bản đàn liệu chứng nhật thần danh thần và nguyên khải tại Hán quốc tùy dĩ tín tướng quân nước danh lượng thánh lại chư bối chư thần tập liên tăng trùng tăng. Thank you.
là để thấy hình thấy tiếng, mà chết là nơi về vạn nẻo không không. Ôi cuộc đời 85 năm mùa xuân cụ đã trải qua, biết bao thăng trầm vất vả, con cho cháu để được có ngày hôm nay. Nhưng than ôi, ngày hôm nay cụ ra đi một mình một bóng. Ngày ngày cụ bà cùng các con các cháu ở đông đứa mà mong mà chờ. Một lần thương nhớ ngàn lần đau, xa nhau rồi ta thấy buồn và thấy nhớ. Nhìn lên di ảnh cụ mà lệ ứa hoen lưng, chịu tang cụ với một chữ tình là tình họ hàng bao năm gắn bó, với một chữ ân là ân đức của bề trên, với một chữ nghĩa là đạo hiếu, là ngày hôm nay đây các con cháu xin phép được làm tròn để báo hiếu cho cha đi bóng hình người thân nơi dương thế. Kính thưa gia đình tam quyến, sau đây người bạn tổ chức đến đang xin được kính thông báo để các bác đang ở trong nhà nhân viên. Xin mời bác Hồng lên nhận phát thanh. Xin mời bác Anh lên nhận phát thanh. Xin mời bác Hậu lên nhận phát thanh. Xin kính mời gia đình bà Tầm đi nhận công tác. Xin kính mời gia đình bà Hương, bà Hương hay bà Hương. Xin kính mời gia đình. Xin kính mời gia đình ông Hoạt đi nhận công tác. Xin kính mời gia đình cháu Thành đi nhận công tác. Xin kính mời gia đình cháu Việt Hà Giang đi nhận công tác. Bà Lý đi nhận công tác. Xin kính mời. Không sao tránh khỏi được những điều thiếu sót, mong rằng quý vị thông cảm lượng thứ. Chúng ta cũng trở về trước Ninh Sàng để gặp ban tổ chức lễ tang chúng tôi để nhận những vành khăn tang bổ sung. Mời ban tổ chức lễ tang xin được kính thông báo. Cũng như anh chị em các cháu nội ngoại, kính mời quý vị chúng ta. Ban tổ chức lễ tang xin được kính thông báo. Làm trưởng đoàn dẫn đoàn về trước Ninh Sàng thắp hương cử hành lễ viếng, trân trọng kính mời. Trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
suốt đời vì toàn gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh, và cha nằm mơ nhà hôn con và cha khẽ nói, này con yêu ơi con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương, cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói, này con yêu ơi con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim.
ông các bà, kính thưa hương hồn cụ Đoàn Văn Công, kính thưa gia đình hiếu chủ, chúng tôi nhận được tin cụ ra đi về cõi vĩnh hằng. Đoàn đại biểu thay mặt cho đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội thuộc tổ dân phố số 8, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, trước nhà nắm tiền cho phép đàn thắp nén hương thơm, tỏ lòng thành kính với người đã khuất và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đang chủ. Chúc cụ yên giấc ngàn thu, vĩnh biệt cụ, phúc mặc đẹp bắt đầu. Thôi xin chân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý vị trở sang đoàn khách mua nước sẻ chia nỗi đau thương mất mát cùng gia đình tang quyến. Quyết nào hơn ơn cha.
cha như nắng soi trên cuộc đời. Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước. Bóng cả cây cao gió núi mây ngàn, người là gương sáng dẫn lối con vào đời. Bao đêm thao thức một mình, thương con mưa nắng nhọc nhằn. Lòng cha thật cao quý làm sao, hy sinh thầm lặng che chở đời con. Ngày con khôn lớn là ngày cha đã già, tình thương của cha vẫn tha thiết mặn nồng. Mong sao con sớm nên người, không lao theo cuộc sống đua đòi, không lòng lửa gánh ghét một ai, dù nghèo nhưng sống cho thật thà. Cha ơi, cha là người mà con kính yêu, cha là điểm tựa để con nói theo, con mãi cần có cha bên cạnh. Ước muốn cho cha mình được sống yên vui là niềm hạnh phúc nhất đời con. Cha ơi, con xin nguyện ghi khắc trong tim, cha là người luôn dõi bước theo con, cho con được những tin trên đường đời. Cha ơi, dẫu sau này gặp nhiều phong ba, con vẫn quyết tâm để vượt qua. Là ngày cha đã già, tình thương của cha vẫn tha thiết mặn nồng. Mong sao con sớm nên người, không lao theo cuộc sống đua đòi, không lòng lửa gánh ghét một ai, dù nghèo nhưng sống cho thật thà. Cha ơi, cha là người mà con kính yêu, cha là điểm tựa để con nói theo, con mãi cần có cha bên cạnh. Ước muốn cho cha mình được sống yên vui
là niềm hạnh phúc những đời con. Cha ơi, con xin nguyện ghi khắc trong tim, cha là người luôn dõi bước theo con, cho con được vững tin trên đường đời. Cha ơi, dẫu sau này gặp nhiều phong ba, con vẫn quyết tâm để vượt qua. Cha ơi, dẫu sau này gặp nhiều phong ba, con vẫn quyết tâm để vượt qua. Thank you.
nhờ. Làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như đại dương nào không bao la, trong đêm nào không hiền hòa, nắng hè nào không gay gắt, nước sông nào không về biển cả, có con nào thiếu tình cha. Đại dương tuy we'll be right back.
đợi dương nào không bao la, trong đêm nào không hiền hòa, nắng hè nào không gay gắt, nước sông nào không về biển cả, có con nào thiếu tình cha. Đại dương tuy bao la nhưng mỗi ngày nước thủy triều lên xuống, con tình cha cho con luôn một mực không xuống không lên. Trăng đêm tuy hiền hòa nhưng lúc mờ lúc tỏ, con tình cha cho con lúc nào. Thì lại tân tấu vọng câu đoạn tại các nhà truyền quan tài hóa chú linh quy ngàn nguyên sinh ký tử quy tống trung an tán quốc quỷ có dư ân vinh đạo tiêu trị tam giới học đế thảo phương phạt dân tiết chế tiết diệt cung thần cống quy hải hoài cứu sinh độ tử vật cho bốn chữ cứu độ quần sinh trung đảng cung thần hoàn cơ tổ quốc. Hỏi lầu là vong linh tấn viên tịch chính độ linh hồn đoàn văn công chân tính có con thiên thời nghe phép Phật thầy dẫn sự tích tạo hóa luân hồi con u mê chẳng biết lỗ ngày mạng nguyệt thành môn mình mỏi bồn chồn trong lâu đất lặng chừng đau đớn bắt nhã môn đường khí khô khan vong chẳng ra được có một bát nước đức Phật đã dành lỗ ngày mạng thế vong với luân hồi thời phá cang sinh đã là không tử lại hoàn không sinh hạ thủ ký án phá cao thần bất cả đương vong giả quy phật quốc đồng tinh binh đạo cao long hộ phục đức trọng quý thần kinh cấp cấp như luật linh. Là các con, các cháu, anh chị em nội ngoại có toàn tâm hương cầu chúc hương hồn cụ về nơi cõi vĩnh hằng được. Sau đây xin được kính mời các bác con trai của cụ, kính mời các bác chúng ta tiến lên phía trước đi. Cha ơi, vậy là hai ngày dài đã qua, giờ này tôi thì khăn trắng áo tràng, ai xin về cho núi mơ ngàn, để cho chúng con thương nhớ muôn vàn xót xa. Ta ở đâu rồi? Cha hay chăng giờ này chúng con đang ngồi bên cha, đã thành hiển nhiên trong trời đất, như cuộc đời không thể thiếu ở trong chúng con. Cho dù có đi khắp quả đất tròn, người mong mỏi của chúng con không ai khác ngoài cha mẹ. Tiếng gọi cha ơi, từ khi còn bập bẹ cho tới khi trưởng thành, chưa hiểu hết chiều sâu, có đôi khi nào nồng cha buồn rầu, thì hôm nay ngàn ngày này chúng con kính mong người tha thứ. Cây như cắm lưng sau anh đi vòng qua nhìn bố.
kính mời các bác các con dâu của cụ tiến lên phía trước đi. Cha Lâm bệnh trọng, sức yếu đã lâu rồi, thuốc thang chảy chữa, chúng con thời no toan. Dâu hiền bổn phận làm con, thuốc thang chảy chữa chăm lo đêm ngày. Tuy con không phải cha sinh, nhưng tình thương của cha đó khác chi huyết tình mẫu sinh, khác chi con đẻ mười phân vẹn mười. Giờ này cha ở nơi đâu, để cho chúng con bày tỏ đôi câu tâm tình. Con dâu khóc tiễn cha hiền, xin đi từ biệt nỗi lòng quặn đau. Một nén hương thơm này mang tấm lòng hiếu kính. Chẳng bao giờ chúng con lại được gặp cha nữa đâu. Rồi mai đây, con gái của cha có đi xa về gần, có về tới cửa tới nhà, cũng không còn được nghe cha nói cha cười. Con sinh ra phận gái nữ nhi, khi theo chồng phải xa mẹ xa cha, làm dâu bên ấy, về chăm cha mẹ chẳng được thường xuyên. Nay tuổi già cha đã quy tiên, con thương cha lắm biết nói gì cha ơi. Cha đi rồi cha giống yêu ơi, mênh mông đất trời con kính chúc người nghỉ yên. Của nước thắp hương tiến lên phía trước đi. Cha ơi, con được song thân, cha mẹ thương tình cho đôi trẻ tác thành phu quy. Cha thương mẹ quý, bù trì khác nào con sinh. Lòng con rể của cha thời ghi nhớ đinh ninh, công ơn cha mẹ giúp mình bấy nay. Nay con đứng trước ninh sàng, tay dâng nén hương tấm lòng thành kính, mong cho cha được yên giấc ngàn thu. Sau đây xin được kính mời. Con người ta thì có tổ có tông, như cây có gốc, như sông có nguồn. Cây có gốc mới xanh cảnh chỗ nắng, nước có nguồn mới có bể cả sông sông. Con người ta sinh ra bởi tại đâu, gốc thời tiên tổ âm sâu rõ ràng. Con thương này cũng là ga cuối cùng cuộc đời cụ xuống. Ngày hôm nay anh chị em con cháu thân tộc nội ngoại đứng trước ninh sản, nguyện yêu thương nhau trên dưới một lòng, cho thỏa những gì mà cụ hằng mong bao năm. Thương cây bính cây bầu tuy thấp, giờ này tiếng kèn trống cứ vang vọng âm thanh. Cụ vẫn biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật muôn đời của tạo hóa, mà con người ta sống ở trên đời có mấy ai sống được thọ đủ trăm năm. Thì ôi thôi, một phút thế là xong, cơ số bệnh thì làm sao tránh khỏi. Để rồi từ đây cho đến mãi mãi về sau, cụ bà, các con, các cháu, các chất của cụ sẽ mãi mãi mất đi người chồng, người cha, người ông, người cụ hiền từ đức độ. Anh chị em, bạn bè, bằng hữu, bà con nối xóm sẽ mãi mãi mất đi một người chi kỷ chi ân. Cụ công ơi, vĩnh biệt cụ. Ngày hôm nay mọi người về đây để sẻ chia tan tóc thương đau, mà tuần nhang tình nghĩa ấm sâu lòng người. Than ôi, trời buồn như muốn đổ cơn mưa, như ngàn giọt nệ tiễn đưa ngậm ngùi.
cụ công ơn, cụ phải đi rồi. Từ đây sương trần thắng cảnh bùi ngùi nhớ thương, tài đã khép lại cánh cửa trần gian. Để rồi sáng ngày hôm nay, xe tang đưa cùng bát nhang, để tiễn đưa cụ từ giã cõi đời. Đi rồi là cách biệt cụ ơn, tiễn cụ về với phương trời xa xăm. Nhớ thương cụ để anh chị em con cháu ở lại chỉ biết nhìn nhau lệ ứa tuôn trào. Trong đêm chỉ thấy trời cao, nhìn xuống đất rộng ôi sao nồng quặn đau. Cụ đi rồi để buổi cũng phải cảnh u buồn, trong đêm di ảnh lệ đau xé nồng. Cụ đoàn văn công ơn, xin ngàn lần ngàn lần vĩnh biệt cụ từ đây. Những thức lễ thắp hương tiễn biệt đã được chu viên, sau đây xin được kính mời thân nhân trong gia đình tang quyến, kính mời các bác chúng ta tề tịu về trước linh sàng để truy điệu, đọc lời điếu, ôn lại quãng đường đời 85 năm mùa xuân cụ hiện diện trên trần thế. Sau đó là nghi thức lễ tiễn đưa hương linh cụ đoàn văn công về đài hóa thân Hoàn Vũ, Ninh Hải, thành phố Hải Phòng. Xin chào kính mời các quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương trở về trước cửa khuôn viên nhà hiếu để tổ chức nghi thức lễ truy điệu cho thêm phần trọng thể. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em, bạn hữu gần xa cùng bà con xóm phố, ban tổ chức lễ tang cùng gia đình nhà hiếu xin trân trọng kính báo. Cụ Đoàn Văn Công sinh năm 1940, quê quán phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Cụ thường trú tại số nhà 69 đường Phan Đăng Lưu, tổ dân phố số 9, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao bệnh trọng, cụ đã chút hơi thở cuối cùng tại gia đình vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024, tức ngày 22 tháng 3 năm Giáp Thìn. Cụ hưởng thọ 85 tuổi, kịp thời về gia chung thăm hỏi, động viên và thống nhất thành lập ban tổ chức lễ tang cho cụ Đoàn Văn Công được trang nghiêm và trọng thể này. Hai, ông Phạm Văn Trưng, trưởng ban công tác mặt trận phụ nữ, ủy viên. Bốn, ông Đồng Xuân Nguyên, chi hội trưởng cựu đại diện cho gia đình, ủy viên. Từ 14 giờ chiều ngày hôm qua, ngày 1 tháng 5 năm 2021, sau đó cử hành lễ viếng. Qua ban tổ chức lễ tang gia đình nhà hiếu, xin tỏ lòng chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các cơ quan đơn vị, các phần thắp hương tín trọng giới thiệu và kính mời ban tổ chức lễ tang lên thắp tuần hương tiễn biệt. Xin trân trọng kính mời đoàn. Trọng kính mời đoàn đại diện cho gia tộc họ nội họ ngoại nên thắp tuần hương tiễn biệt. Xin trân trọng kính mời đoàn. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Trưng, phó trưởng ban tổ chức lễ tang nên đọc tóm tắt tiểu sử và lời tiễn biệt. Xin trân trọng kính mời ông. Tiểu sử cụ Đoàn Văn Công. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Văn Công đứng trước linh sàng trong giờ phút tiếc thương vĩnh biệt này, là các đồng chí đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận, các đoàn thể tổ dân phố số 9,
phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Các vị đại biểu đại diện cho cơ quan, đơn vị, các cô ông, cô bà, các cô dì, chú bác, anh em, con cháu, nội ngoại tộc, bạn bè, thân bằng, cố hữu và con xóm phố vô cùng thương tiếc làm lễ vĩnh biệt cô và nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa hương cụ, cụ Đoàn Văn Công sinh năm 1940 tại xã Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, thường trú tại số nhà 69 đường Phan Đăng Lưu, tổ dân phố Lô 9, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được các gia đình, các con, các cháu cùng các y bác sĩ, thầy thuốc giỏi tâm tình chăm sóc cứu chữa. Song do tuổi cao sức yếu, cụ đã hạ thế vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024, tức ngày 22 tháng 3 năm Giáp Thìn, được thọ 85 tuổi. Tha nuôi núi rẽ mây trôi, tỉnh cha ơn sâu nghĩa nặng, công sinh thành dưỡng dục bao la, trời cao có thấu chăng là, đương vui xung họp kẻo ra đoạn trường, nhớ cha xưa khiêm nhường chân thực, được ngăn ở giữ mực phân miên, còn đau đớn nào hơn cha ra đi, con cháu nhớ thương muôn vàn. Ở phút đau thương này, mọi người đều có mặt tại đây, nơi cô đã sống những tháng ngày ấm cúng vui vẻ cùng cháu con, nay cùng bà con xóm phố đến dự lễ tri điệu tưởng nhớ đến cụ và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Đoàn Văn Công sinh ra trong một gia đình nông dân thuần túy, lúc còn nhỏ cụ được bố mẹ gia đình cho ăn học đến nơi đơn chốn. Cụ luôn là người con ngoan trò giỏi, tích cực tham gia các hoạt động đảng đoàn đội, các hoạt động phong trào do nhà trường và địa phương tổ chức. Từ năm 1960 đến năm 1963, cụ là sinh viên theo học trường Trung cấp Thể dục Thể thao Trung ương, nay là trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đến năm 1964, cụ tiếp tục theo học liên thông đại học đến năm 1970. Cụ ra trường và được tổ chức phân công công tác tại Sở Văn hóa Thể dục Thể thao thành phố Hải Phòng. Từ năm 1971 đến năm 1987, cụ luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và có nhiều thành tích đóng góp cho ngành thể dục thể thao thành phố Hải Phòng. Đến năm 1984, cụ được Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng huân chương kháng chiến hạng 3 và nhiều bằng giấy khen khác. Đến năm 1988, cụ được giao nhiệm vụ làm Phó Giám đốc Ban Quản lý chợ thành phố Hải Phòng. Trên cương vị nào, cụ cũng luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đến năm 1995, cụ nghỉ hưu theo chế độ và về với cuộc sống đời thường tại số nhà 69 đường Phan Đăng Lưu. Mà là cụ Hoàng Thị Nga, năm 1966, hai cụ đã sinh hạ được 3 người con, 2 trai 1 gái. Một là Đoàn Văn Minh sinh năm 1970, hai là Đoàn Thị Hoàng Anh sinh năm 1967, ba là Đoàn Văn Sơn sinh năm 1976. Có 5 cháu nội ngoại và 2 chất nội ngoại, các con các cháu của cụ đã khôn lớn trưởng thành, những năm tháng về với đời thường, với xóm phố, cộng đồng, tuy còn nhiều khó khăn vất vả, tuổi cao sức yếu, cụ vẫn luôn chịu khó lao động lo toan cuộc sống gia đình, dạy dỗ con cháu chấp hành nghiêm chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Và các ai cũng mong cho cụ bệnh niên già lão, nhưng quy luật định rồi biết làm sao được, giờ đây âm dương đôi ngả phải chia ly, bao nỗi đau thương cụ ra đi thanh thản dạm trường, để cháu con mọi người tiếc thương. Từ nay các con các cháu của cụ họ tộc nội ngoại mất đi một người cụ, người ông, người bố vô cùng thân thích, cụ vui gửi tới gia đình tang chủ nỗi buồn thông cảm sâu sắc nhất, mong gia đình hãy nén đau thương lo toàn tang lễ. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Văn Công, thế là từ nay con cháu không được chăm sóc cụ, các cụ các cháu chúc cụ về với cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu cùng với tổ tiên 85 mùa xuân quy tiên. Một đời cụ ăn ở thảo hiền, Phật sang tay đón cửa thiền thanh thang, trước bàn thờ khói hương bay tỏa để tưởng nhớ tới cụ và vĩnh biệt cụ.
và mãi mãi đi xa, tôi đề nghị mọi người có mặt tại đây dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Một vị đại diện cho gia đình có đôi lời đáp lễ cảm ơn, xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tăng lễ, ban lãnh đạo tổ dân phố số 9 phường Trần Thành Bò, kính thưa quý cơ quan, đơn vị, các cụ, các ông, các bà, gia đình thông gia, nhân gia, bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa, cùng họ hàng, nội ngoại, bà con, xóm cố. Mặc dù được các bác sĩ cùng vợ con tận tâm hết lòng chăm sóc cứu chữa, mong cho sớm khỏi bệnh, nhưng chú tôi không qua khỏi được. Và tại thế vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024, tức ngày 22 tháng 3 năm Giáp Thìn, chú tôi mất đi, để lại cho gia đình chúng tôi mọi sự tiếc thương vô hạn, sự trống vắng, buồn thương không có gì bù đắp được. Gia đình luôn nhận được sự động viên, thăm hỏi của anh em, cô bác, xóm làng và bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa. Hôm nay đây, trong giờ phút chia ly, tiễn biệt người quá cố về nơi an nghỉ vĩnh hằng, sự có mặt của các quý vị cùng bà con, xóm cô bác, các anh chị em họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia và niềm là niềm an ủi động viên cho gia đình chúng tôi vững tâm trước sự mất mát đau thương vô hạn này. Tôi thay mặt cho gia đình tang chủ xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo tổ dân phố, ban tang lễ, hội người cao tuổi, ban nhạc hiếu, các cơ quan, bạn bè, đồng học gần xa, ông bà thông gia, liên gia và bà con làng xóm láng giềng đã đến thăm viếng, chia buồn và đưa chú tôi đến an nghỉ cuối cùng trong lúc tăng gia bối rối. Nếu có gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong được sự lượng thứ. Sau khi đưa tiễn chú tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi kính mời các quý khách, các gia đình thông gia, liên gia cùng bạn bè, thân bằng, quý hữu của gia đình cùng nội ngoại, bà con, xóm phố gần xa trở lại gia đình chúng tôi ăn bữa cơm thường, để gia đình chúng tôi có đôi lời cảm tạ. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Ngày hôm nay đây, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024, chính tại nơi đây, gia đình cụ đã sống những tháng ngày thật hạnh phúc. Toàn văn công đi nghe thương lý nhã chân bắn ngoài đồng dột đốn không.
luôn nhầm như lại bảo minh không ngại bằng bán đức chỉ chúng thân tài đặng kiểu liên đài bàn nhầm kiểu vũ vãng sinh chân môn cận nương chỉ chung bà cha đến nhà chân các bà đã sinh tình độ là lạc đi năm khổ an đi ra bà là sa ba ha mo a di đà ba na 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 anh cầm bát nhà ba la mật ta đời yêu biến vô hồn nhà không đồ nhà tiến bộ anh xa đời đồ sam bất thì không vấn bất thì sam sam đơn thì không vấn đơn thì sam xa đời đồ đi bộ địa đàng vương địa đàng vương bồ đạt nam mô địa đàng vương bồ đạt nam mô thanh tịnh đại ai chúng bồ đạt nam mô thanh tịnh đại ai chúng bồ đạt nam mô thanh tịnh đại ai chúng bồ tát di quan con đức tu đắc thành vô biên tam bồ tát tu tinh kiều độc tăng hóa tăng nguyện môn nam mô sa bà thế giới tăng giới đạo chủ tu sinh từ bộ nhân đến đạo chủ thêm mạnh cứu qua tâm bản sư hòa độ tất cả mọi đi bậc nam mô a di đà phật thầy qua lễ phát sinh cũng như dị quan đến đây được chư vị hoàn tất xin gửi lại cho ban tổ chức điều hành các buổi lễ tang buổi sáng ngày hôm nay a di đà phật chiêu chắc cho đời con ngọt ngào mùi thân nắng mưa mong muốn nhìn con bước lên cao cha luôn âm thầm nhưng lòng không phút giây nào tình nặng hơn núi bao bọc con giữa muôn trùng mẹ là tiếng ru nuôi dưỡng con từ khi chào đời vậy con chỉ nhân con đánh vần cho đến em phương là lúc có cha có mẹ là trời thương dành đủ ơn cho đời con ở tinh thần và ơn dưỡng nuôi ở đâu cũng cao vời vời phận làm con bao giờ đền đáp cho mẹ.
phút giây nào. Từng nắng hơn núi bao bọc con giữa muôn trùng. Mẹ là tiếng ru nuôi dưỡng con từ khi chào đời, dạy con chữ tâm, con đánh vần cho đến nên người. Là đúng có cha có mẹ là trường cao dẫn đủ ánh cho đời con. Ơn tinh thần và ơn dưỡng nuôi ở nào cũng cao dời dời phận làm con bao giờ đền đáp cho tròn. Thân nhân cùng các quý vị đưa tiễn, thay mặt chư tập thể cán bộ công nhân viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hải Phòng, chúng tôi xin chân thành bày tỏ sự thương tiếc, xin gửi tới tăng quyến thân nhân cũ lời chia buồn sâu sắc, đau thương mất mát lớn lao của gia đình. Xin hết lòng để cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hỏa táng cho cụ được chôn táng trọn vẹn. Xin được cùng tăng quyến nguyện cầu cho linh hồn cụ được thanh thản. Diện tăng quyến nên có lời cảm tạ, xin trân trọng kính mời. Thưa cụ hồn sứ đoàn thành công, kính thưa ban tăng lễ đại và các cơ quan đơn vị, các cụ, các ông, các bà, các gia đình tham gia liên gia bạn bè thân bằng gần xa và hội họa và con xa phố. Chúng tôi tuổi già sức yếu bận trọng, vẫn được vợ con hết lòng chăm sóc cứu chữa, mong cho khỏi bệnh. Nhưng chúng tôi hôm qua ở buổi gọi là tại đêm hồn 6:05 ngày 30/4/2024 trong đầu chiến đi là nhiều ăn uống đầu tiên cho gia đình anh tôi tâm chữa sẻ khó khăn đau thương mua bán này đem mắt cho gia đình tăng của anh tôi và cần xa ông bà không gian và các đến dự và tôi trong những giai đoạn vừa rồi có sự đi gia đình bố mẹ họ hàng ông ngoại cô bác sổ diện gần xa trở lại gia đình chúng tôi không biết thân thường rằng chúng tôi cũng mọi người đã có một sự trân trọng cảm ơn. Trước khi được lực cứu vào Đài Hóa Thân sẽ kính
trắng.